Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim AirDrop nhận được 30 triệu đồng token BLB Swap. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 193 tài khoản holder và đã phát sinh 459 lần giao dịch. Rồi đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net nha. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 bước dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem xét quan trắc. Bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc không ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví VetaMask hoặc ví Toilet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ các cần là vào ví giúp mình. Ký hiệu BLB Swap số tập quân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm các cần nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ tiếp quân vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link dưới bỏ đây, nhận tập cần. Rồi, chương trình AirDrop sẽ kết thúc vào 22 ngày đó nha. Các bạn claim, các bạn nhấp phần này. Các bạn mua thì các bạn kéo xuống bên đây, ví thấp nhất là 0.03 BLB, bạn nhận được 3 tỷ token BLB Spot nha. Rồi, các bạn nhấp vào đây, nhét 30 triệu BLB Spot. Bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nha. Đi ra là 0.01524, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí, sản phẩm cấp cần mới nhất trên nền mạng Binance Blockchain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Rồi, tôi hướng dẫn các bạn cách claim nhận được trăm triệu đồng token BLB Swap. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.